Chào mừng tất cả các em khối 6 của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài ôn giữa kỳ 2. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Phần ôn của học kỳ 2, giữa học kỳ 2, chúng ta phải qua chủ đề E, ứng dụng tin học. Chúng ta sẽ có 3 bài. Bài 1, tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản. Bài 2, trình bày trang, định dạng và in văn bản. Bài 4, trình bày thông tin ở dạng bản. Nào, chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng bài cụ thể nhé. Bài 1, tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản. Chúng ta tìm hiểu công cụ tìm kiếm và thay thế. Khi cần tìm nhiều từ hoặc là cụm từ trong văn bản, ta sử dụng chức năng tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm giúp nhanh chóng định vị được một cụm từ cho trước ở những vị trí bất kỳ trong văn bản. Khi cần thay thế cụm từ trong văn bản, ta sử dụng chức năng thay thế. Công cụ thay thế giúp nhanh chóng tìm và chỉnh sửa một cụm từ bất kỳ, đặc biệt là khi cụm từ đó xuất hiện nhiều lần trong văn bản. Ở phần 2, cách sử dụng công cụ tìm kiếm có 5 bước. Các em hãy học thuộc 5 bước này nhé. Phần 3, cách sử dụng công cụ thay thế cũng có 5 bước. Nhưng các em lưu ý ở bước 4, nếu tìm thấy thì thực hiện. Replace có nghĩa là thay thế. Replace all có thay thế tất cả cụm từ vừa tìm được. Hoặc là find next, bỏ qua cụm từ vừa tìm được và tìm cụm từ tiếp theo. Ở bài 2, trình bày trang, định dạng và in văn bản. Phần định dạng đoạn. Định dạng đoạn hợp lý sẽ làm cho văn bản trình bày đẹp hơn. Định dạng đoạn thường dùng là kiểu căn lề nè, căn trái, căn phải, giữa, căn đều hai bên. Định tăng, giảm độ giãn dòng, độ giãn đoạn. Định tăng, giảm độ thụt vào của đoạn so với lề trái. Ở đây, các em hãy tìm hiểu công cụ định dạng đoạn trong paragraph của giả lệnh Thom, như là các lệnh chọn kiểu căn biên, như là căn trái, căn phải, căn giữa, căn đều hai bên. Các công cụ tăng và giảm độ thụt vào của đoạn so với lề trái. Các công cụ định tăng giảm độ giãn dòng. Ở phần 2, định dạng trang là chúng ta đi xác định lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Ở phần in văn bản, chúng ta có phím tắt là Ctrl B hoặc là máy in. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu ra lệnh in, chọn số bản in, chọn tên máy in, chọn phạm vi in. Ở bài 4, trình bày thông tin ở dạng bản. Trình bày thông tin dưới dạng bản giúp ta dễ quan sát, dễ hiểu, dễ so sánh, dễ theo dõi, tính toán nhanh, gọn gàng, đánh giá một cách trực quan, nhanh chóng. 1. Cách chèn bảng và nhập nội dung. Ở chèn bảng chúng ta có 3 bước. Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn bảng mới. Bước 2. Insert table. Bước 3. Kéo thả chuột để xác định số hàng và số cột của bảng. Về nhập nội dung, rất đơn giản, chúng ta có 2 bước. Bước 1. Nhấp chuột vào ô cần nhập nội dung. Bước 2. Nhập nội dung. 2 là các thao tác cơ bản trên bảng. Các em hãy lưu ý cách thay đổi kích thước của dòng và cột, cách chèn thêm hoặc xóa dòng và cột. 3 là chọn ô, hàng, cột và bảng. Chúng ta di chuyển chuột gần tới đối tượng. Đến khi chuột thay đổi hình dáng thì nháy chuột để chọn đối tượng. Với 3 bài vừa ôn, các em hãy ôn kỹ để làm bài kiểm tra thật tốt nhé.